Vâng, hai mọi người nha. Hôm nay tài xin giới thiệu với mọi người một lô đất tọa lạc tại ấp 5 xã Tóc Tiên. Vị trí đất thì nằm ngay sau lưng tài luôn ạ. Đây nha mọi người. Đây là lô đất ạ. Xung quanh thì chủ đã có xây bờ rào cũng như là rào kẽm gai xung quanh hết rồi nha mọi người. Lô này thì tổng diện tích ngang mặt tiền đường là 11,8, sâu vô thì 46m. Nằm thì trên mặt tiền đường nhựa. Đường này thì thông thẳng ra quốc lộ 51 luôn nha mọi người. Từ đây ra quốc lộ 51 nó rơi vào khoảng 7 cây. Còn từ đây tới nút giao của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cái điểm xuống của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu thì chừng 2 cây mốt. Kế bên có một cái con đường nhựa này. Thì cái đường đất thì mới đúng ạ. Hiện cái đường đất này là nối trực tiếp qua khu công nghiệp, chỗ cụm khu công nghiệp Tóc Tiên, chỗ mấy cái nhà cũng như nhà máy ở sau đây mọi người. Sau lưng đó là núi Thị Vải. Hướng ngược lại của cái đường nhựa này thì giúp ta kết nối thẳng ra khu vực là khu phố 4 Hắc Dịch để đi ra đường Hắc Dịch Tóc Tiên. Hoặc mình cua trái lên đây là lên nhà văn hóa phường Hắc Dịch. Cua phải thì mình có thể là xuống chợ cũng như Ủy ban Nhân dân xã Tóc Tiên. Nói chung trong vòng bán kính 3 km thì mình đầy đủ hết tiện ích ạ. Xung quanh thì đã có nhà dân cũng khá là nhiều đây mọi người. Đường này thì điện có sẵn mọi người. Vô nếu mà mua ở thì có thể vô ở được liền luôn ạ. Để mình quay một vòng để mọi người tiện nắm nha. Đây, vị trí đất ạ. Lô này thì 10-46, trong đó có 100 thổ cư nha mọi người. Hiện tại chủ muốn bán giá thì là 2,2 tỷ. Còn đây là xung quanh của lô đất. Mọi người có thể coi để tìm hiểu kỹ thêm ạ. Đây ạ. Còn đây là tổng quan về lô đất từ vị trí cho tới các địa điểm lớn ở trong địa phận Phú Mỹ. Mình tóm gọn lại để mọi người tiện theo dõi nha. Và đây là vị trí đất. Bán kính 2 km ta có trung tâm hành chính xã Tóc Tiên, cụm khu công nghiệp Tóc Tiên, trung tâm hành chính phường Hắc Dịch và cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Bán kính 5 km ta có khu công nghiệp Tràng Cát, khu công nghiệp Mỹ Xuân, núi Thị Vải và hồ Châu Pha. Bán kính 8 km ta có trung tâm hành chính phường Mỹ Xuân, quốc lộ 51, hồ Đá Đen và khu công nghiệp Sona Deji Châu Đức 2.200 hecta. Trên đây là bán kính 10 km tổng quan xung quanh lô đất. Mọi người có thể xem để tiện đánh giá thêm về lô đất này ạ. Cảm ơn mọi người nha. Chào mọi người.